Tây Ban Nha thắng đậm nhất World Cup vì vượt qua Canada. Tây Ban Nha đã tạo nên trận thắng đậm nhất World Cup 2022 đến thời điểm này khi hạ gục Costa Rica 7-0, còn bị vất vả vượt qua Canada 1-0. Tây Ban Nha có màn thị uy sức mạnh trước Costa Rica với chiến thắng hủy diệt 7-0 ở trận đấu ra quân World Cup 2022 của thầy trò huấn luyện viên Enrique. Đây là trận thắng đậm nhất đến thời điểm này tại World Cup 2022. Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha chiếm quyền lợi thế về quyền kiểm soát bóng, lối chơi du ngủ của Tây Ban Nha đã làm khó cho Costa Rica. Ngay phút thứ 5, Dani Olmo có cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ thành Navas của Costa Rica, cú dứt điểm sau đó lại đi ra ngoài. Tình huống nguy hiểm này là tín hiệu báo động cho khung thành của Costa Rica. Phút thứ 8, Pedri tiếp tục uy hiếp khung thành của Navas bằng cú dứt điểm trên cột dọc. Chuyện gì đến cũng đến, với sức tấn công khủng khiếp, Tây Ban Nha có bàn thắng mở tỷ số ở phút 11. Học trò của huấn luyện viên Enrique phối hợp như chỗ không người và người dứt điểm cuối cùng là Dani Olmo. Có được bàn thắng sớm, Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát thế trận. Phút 20, Jordi Alba có đường căng ngang chính xác để Asensio băng vào dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha. Trận đấu chỉ mới diễn ra được 20 phút, nhưng Tây Ban Nha đã định đoạt được kết quả trận đấu khi họ có bàn thắng thứ 3. Phút 28, Jordi Alba có pha xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ Costa Rica phạm lỗi trên chấm 11m. Ferran Torres dễ dàng đánh bại thủ thành Navas để nâng tỷ số lên 3-0. Tây Ban Nha chiếm quyền kiểm soát bóng lên 85%, tung ra 5 cú sút trúng đích, trong khi đó Costa Rica không có tình huống nào nguy hiểm. Kết thúc hiệp 1, Tây Ban Nha tạm dẫn trước với tỷ số 3-0. Bước sang hiệp 2, khung thành của Costa Rica lại chao đảo. Phút 47, Azpilicueta có tình huống tăng tốc và căng ngang vào vòng cấm cho Asensio. Tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này lại không chính xác. Phút 53, bàn thắng thứ 4 cũng đã đến với Tây Ban Nha. Ferran Torres có pha khống chế và xoay người dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0. Thi đấu thiếu gắn kết và không thể triển khai được bóng, Costa Rica bế tắc trong việc tìm đến khung thành của Unai Simon. Trong suốt trận đấu, đội tuyển này không tung ra được cú dứt điểm trúng đích nào. Phút 74, Morata có đường chuyền bóng bổng, tạo cơ hội cho Gavi băng vào dứt điểm một chạm, cú sút bằng má ngoài của Gavi bóng trúng cột dọc đi vào lưới, nâng tỷ số lên 5-0. Phút 90, Nico Williams có đường căng ngang vào vòng cấm, thủ thành Navas đã đổ người cản phá, nhưng bóng lại đến đúng vị trí của C. Soler, tiền vệ thuộc biên chế của PSG dễ dàng đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 6-0. Phút 90+2, Dani Olmo phối hợp với Morata trước khu vực 16m50, Morata tung cú sút bằng chân trái. Bóng đi vào góc xa khung thành làm bó tay thủ thành Navas, nâng tỷ số lên 7-0. Một trận đấu đáng quên của Costa Rica ở World Cup 2022 lần này. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng E World Cup 2022 với 3 điểm, Nhật Bản đứng thứ nhì cũng có 3 điểm. Còn Đức và Costa Rica xếp ở hai vị trí tiếp theo chưa có điểm nào. Ở trận đấu sau đó tại bảng F World Cup 2022, tuyển Bỉ đã thắng Canada với tỷ số 1-0 với pha lập công duy nhất của Batshuayi. Kết quả này giúp Bỉ tạm đứng đầu bảng F với 3 điểm, Croatia và Morocco có cùng 1 điểm xếp ở hai vị trí tiếp theo, còn Canada chưa có điểm đứng cuối bảng.